Nhóm ngôn ngữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào mọi người. Các cô chú, anh chị và các bạn ơi, sáng ngày hôm nay thì hai chị em tụi con sẽ đi dở một cái rất là hấp dẫn luôn. Mà để biết là cái gì thì xin mời mọi người cùng đi theo hai chị em tụi con nha. Hôm nay thì xách một cái thao đi nè. Hôm qua lúc mà đi đặt thì lúc đó nước lớn, hôm nay nước rộng lại rồi ngân ơi. Không biết là nó sẽ như thế nào nữa, hồi hộp quá. Qua thì nước vàng rồi đi. Ừ. Sáng nay nước rộng á, nó khô lại á. Ở bên đây á là mấy cái vàng dưa leo nè, là nó bị héo hết luôn rồi. Nhưng vẫn còn một ít trái á các cô chú, nhưng mà có thể nói là bây giờ là nữa là phải trồng lại cái khác á, tại vì nó đã héo và chết dây hết rồi. Bị úng gốc. Ừ, nó bị úng gốc á. Hôm trước á mình ra thì nó còn xanh tươi ha. Nay từ từ cái nó héo lại luôn rồi. Ngập quá ngập luôn rồi. Ừ, ngập quá à. Ở vòng vòng ở đây nè là rau là bị hư hết luôn á, bị chìm á. Tại nước á, nước nó hôm nay nước nhiều quá á. Ừ. Xong cái nó đạp chìm rau hết. Đây, tới rồi. Thanh. Đây, đố tất cả các bạn biết đây là cái gì. Một cái rất là quen thuộc ở quê mình. Thì mình nghĩ là chắc các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Đây là cái 12 cửa ngục. Hôm qua hai chị em có đi đặt hai cái, tại vì thấy hổng gài nước lên rồi nước xuống, thấy cá rất là nhiều luôn, nên là cũng hay ham. Nay là bắt đầu đi đặt lại xem là kết quả như thế nào. Thì lúc hôm qua đặt thì nó ngập lúc ở dưới, nhưng mà sáng hôm nay đi dở thì nước ít á, nên là nó nằm khơi ở trên nè. Nếu như vậy thì không biết có cá không, nhưng mà đây cho mọi người cũng thấy nha, chưa gì là đã thấy có rồi đó. Nè, đây thấy có mấy con cá lội trong đây nè. Giờ mình dở mấy cái bèo xuống đây. Thì đây ở đây có mấy con cua nữa nè. Đó đó đó, này dở lên nha, có ốc nữa kìa nha. Đây đó 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 đó, cá rô với cua nha ơi. Nè, ôi một đàn luôn nè. Đó, đã chưa. Ôi nó bò lăn tăn trong đây dốc hết trơn nè. Giờ mình dở nó ra nha. Dở nó ra. Đó. Ôi. Nhìn thích ha. Ở giữa có nữa hả? Wow, ở giữa có một con cá rô nữa kìa. Có mấy con luôn á. Mình chút ở giữa lại trước đi. Ừ, mình chút ở giữa lại trước đi. Cẩn thận nha ngân ơi. Ui. Đất nó hơi sụp á. Rồi, mình chút lại đi. Thường á cái 12 cổ ngục á thì mấy chị em nếu mà bắt được cá á thì thường sẽ chút từ hai đầu nha, ở giữa chút lại. Chín con cá mấy chầu kìa ngân. Thấy rồi. Nhưng mà chút nó không xuống. Wow. Cá cô cũng nhiều rồi nha. Xin mở ra. Cứng quá. Cuộc chắc cái cá nó mới không đi được. Dạ. Dạ. U còn nữa. Dính cũng được ít ha. Ừ. Không biết đầu kia sao cũng hồi hộp ha. Nó bò ngược lên nè. Cua nhỏ nhỏ, cưng quá ha. Cũng có mấy con bự bự nè. Đó. Ồ, đảo quá. Đây. Thành quả. Quá đã luôn. Ừ. Được cá rô nè với cua. Lẳng tẳng thấy cưng quá à. Cảm ơn anh rồi. Ừ. Mình sẽ đi lên đằng kia. Đi lên đằng đây. Ui. Gì nha? Cá. Đâu? Nó. Wow. Ôi nó chui vô trong chiến giữa nữa. Nè. Được trốn trong cái thắng mèo rồi. Con cá rô. Hát cho nó xuống. Ôi, đã quá. Còn không? Còn hết.
Đây. Wow, cũng được kha khá nha. Như là ui da. Chợt. Ít hơn đầu đằng kia á. Hết chưa? Rồi. Xuống. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Đây. Để dọc mấy cái bèo ra nha. Ủa, cái gô nó nằm dính trên bèo luôn nè. Đây, cái 12 củ ngục đầu tiên. Thành quả. Ôi Ngân ơi, nhìn kia. Rồi, có thêm một con cá chê nhỏ nữa nè. Giờ mới phát hiện ra luôn á. Cái này cua. Ui, cái trong hồ mình nó cũng nhảy nữa kìa. À, mình đi tiếp thôi. Đi tiếp tới đằng kia. Cái chân rút cái chỗ này trơn hết á. Ừ. Nước hồi sáng còn lớn á, giờ này nó mới rút nè. Nó rút ra từ từ. Ủa, nó cái bí của mình trồng chưa kịp thu hoạch nữa. Ừ. Cái bí chưa kịp thu hoạch nữa là nó đã bị chìm trong nước hết rồi. Trời ơi, đường số dây này không biết còn nhảy không á. Trời ơi, cá gô nó nhảy quá thì nhảy luôn nè. Ôi, cái 12 con ngục trước nó nằm khơi ở trên luôn kìa nha. Không biết có cá không nữa. Ủa, bữa nay nó sát chưa? Nước gồng á. Thấy có mấy con ngồi dần dần kìa. Đâu? Ừ. Đây, cũng thấy có được mấy con loại kìa. Đây, cho các cô chú xem nha. Đó, các bạn thấy không? Có mấy con cua với mấy con cá nó đang lội bơi bơi chấm chấm dưới kìa. Vậy là thấy cũng có thành quả Ngân ơi. Ây da. Mãi đâu đó nha. Wow, chỗ này cua nhiều quá nè. Cua nằm giữa bò lên nè. Ừ, để tôi đi lên cái đó. Đúng rồi, chỗ này sâu hơn chỗ đằng kia. Cái bờ này có chuối nữa. Có chuối mũi nè. Ừ, cái này cua nhảy nằm khô hơn, cái cua nhiều hơn á. Rồi cua giữa thằng đi, còn sót đang bón. Con gì nó kêu. Giống con ếch nhưng mà không phải con ếch. Dạ. Tiếng lão quá vậy. Chút xuống. Chút xuống. Được kha khá nữa nè. Ôi, cái này là cua nhiều hơn là cá. Chắc cái đằng kia cũng vậy quá Ngân ha. Tại hình như nó khô hơn á. Bưng lại đằng kia. Ôi, nè chưa gì thấy cua nữa nè Cẩm ơi. Cũng đường số khóa à. Cua nhiều hơn. Ôi ơi. Wow, cua cũng nhiều nữa nè. Ui. Có mấy con cua con nữa. Rồi. Có một con bò ra ngoài. Ủa,
Đúng rồi. Hai con bé nhỏ xíu dưới bên đây mình ngủ hoài không xuống. Xuống 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 xuống. Không xuống luôn ha. À nó kẹp vô lưới rồi Ngân ơi. Ôi thấy gì chứ cũng nhiều quá kìa. Nè Ngân nhìn nè. Trời ơi. Không buồn rồi đâu. Còn không? Wow, đây là thành quả của hai chị em trong một buổi sáng nè các cô chú ơi. À, cũng khá là nhiều luôn, nào là cua, nào là cá rô, rồi có thêm một con cá chê nữa. Rất là thích luôn. À, bây giờ mình sẽ đem nó vô nhà thôi Ngân ơi. Đổ á. Wow. Con cua nhỏ nè. Nhiều quá. Thả nó không con nhỏ mình thả nó đi. Thôi vô nhà mình thả nó. Đây. Ngon quá ha. Ừ. Thấy vậy mà cua cũng gạch luôn nè. Ngon quá trời luôn nè. Thịt không luôn. Cá sau khi mà hai chị em đã đổ xong 12 củ ngục thì đem về cũng đã được làm sạch rồi đây. Đây là toàn bộ cái số cá rô cùng với lại là cùng một con cá chê nhỏ nữa. Cái này một chút xíu nữa mình sẽ muối xong rồi đem chiên nha. Còn cái phần cua này thì tại vì mấy hôm nay trời cũng nóng nực quá cho nên là mấy chị em cũng sẽ nấu một ít canh để mà ăn cho mát nha. Xíu nữa mình sẽ bơi xuống trên kia hái một ít gạo ha. Hái gạo. Cái thịt cua này ngon lắm nè. Thịt không luôn á. Lấy cái gạch này đặt lát cho mình khử chung với lại cua á. Ngon. Bình thường có chị Dung là chị Dung thích cái món này kho lắm. Kho. Gạch kho. Sau khi mà đã đâm cua xong á là bây giờ đến cái công đoạn là lược cua là cái công đoạn cuối cùng. Ôi nồi canh cua tuy là cua nhỏ nhưng mà cũng nhiều thịt lắm á. Cái xác là bỏ lại. Xong rồi Ngân ơi. Xong rồi, giờ chỉ việc là bắt lên là nấu thôi đó. Kéo xuất vô một chút nữa. Hi, hi. Ừ. Ở phía trong cái hồ gao thì có được một cái đám gao chay rất là ngon nè cô chú ơi. Ngày hôm nay thì sẽ chở bữa nha. Mình hái gao chay về mình nấu canh cùng với lại cua. Cái gao chay này ăn thì cực kỳ là mát luôn. Ây da. Nhưng mà bình thường nếu như đi hái rau chay mà không có kinh nghiệm á là dễ bị hái nhầm cỏ về ăn lắm á. Y xì nhau luôn á. No nghèo mà hái bụp 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 luôn nè. Cái này bình thường mình nhúng lẩu ăn cũng ngon đó. Cộng nào cộng nấy nè, non nhớt. Cái vị của rau gao chay thì nó có cái vị nhớt nhớt giống như là của mùng tơi. Mùng tơi, nó nhớt nhớt giống mùng tơi, giống rau đai nữa. Nó tương tự, ai qua bên kia nhiều hơn thì dễ hiếm hơn. Đổi dụng cụ cái ta. Cái này móc vô không nổi. Cộng bên đây nó hơi to hơn á. Rau dịu nước quá trời luôn nè con. Nhỏ giống gì nè, nó sẽ ngon hơn. Lựa mấy cộng nhỏ nhỏ. Ở đâu vậy? Cái đó phải rau dịu không ta? Cái nào? Cái đó đó. Không, cỏ. Cỏ hả? Ở đâu cả? Cái này không? Nước luôn đó. Đây, để bơi vô. Ui, cái chỗ này mình mới hái nè, hôm nào còn lấy. Đây đúng không? Đúng rồi. Làm sao để dọn được? Không ăn nó kìa.
Đây đây đây, đưa đưa nhầm tôi móc lên nè. Móc không vô. Nhà muỗng này ngon quá trời ngon luôn. Mấy bữa kiếm nhà muỗng thì lại không có đâu muỗng. Ừ. Non ghê luôn nè. Ôi ôi. Ôi nó trắng tươi mà nó bự chảng luôn nè. Ngon quá trời ngon luôn rồi. Đã quá à. Cái này hái vậy có ăn gì không ta? Cua chín này hả? Cua chín này bây giờ này vớt cái thịt cua này thì nó cũng tại vì nó là cua nâu á cho nên nó cũng có nhiều thịt lắm, nhưng mà cái màu nó lạ nè ha. Cái màu lạ ha. Ừ, cái gạch nó lạ ha. Chắc là ăn không nhúc nhiều. Cái màu nó không có đậm á. Màu nó vàng vàng. Tại thịt nó không được nhiều á. Dầu chưa nóng. Cũng được ít ha, không nhiều lắm. Cái rau chào tôi để phía bên hông. Cái gì cũng ngon rồi nè. Dầu thì cuối cùng nó cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình cho cái phần trái chi rồi. Thật sự nhiều nước nổi là cá rô, cá linh. Dằn rồi. Chính là bây giờ mình sẽ cho nhau vô quen thật cá chín vô chút xíu nữa, có một số con nó vàng còn một số thì chưa, đợi chút nữa nó giòn ngon quá. Cái này là canh cua nấu với lại rau chay và một ít cá ngan chiên. Ôi ngon quá. Xin mời các cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm nha. Nay thì nhà chỉ có hai chị em với lại bé Cương thôi, mọi người còn lại thì đều có công việc hết rồi, giờ mình ăn cơm thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Cái canh cua này nó có thêm một cái vàng vàng là tại vì nãy có khử thịt cua. Thơm ha. Nó sẽ thơm ngon lắm á. Cái cua này cái màu nó còn non lắm. Tại cua non cái màu nó không đậm. Thử rau chà. Rau chay ngon á. Rau chay ăn mát lắm á. Xanh mướt mượt à. Cái cua á. Nó béo. Béo ghê luôn á. Ngon không cô? Đã ngon. Chơi dở ơi. Chơi dở mới có chuyện nói. Chơi dở đấy rồi thôi con cương nấu. Rau chay non ăn ngon bộ. Nó mềm mất. Có gì mà có món gì nè. Đúng rồi. Rau chay nấu canh chua. Canh chua hả? Vừa hút cầu á. Là cực kỳ thích cái món đó luôn. Có canh chua cá hả? Tôi chưa ăn bao giờ. Trước lúc vừa hút còn đây là cái hay ăn lắm. Con chai này thường thấy người ta luộc là nhiều á.
luộc chứ thông thường hay nhúng lẩu ăn chung á. Ừ. Người ta luộc chấm chao á. Luộc nhiều. Cá rô nhí nhí không à? Chiên lớn chiên xương. Ừ. Mà cá này ăn được rồi, nhỏ hơn nữa thì thường mình không có ăn. Mùa này cá tôm cũng nhiều, nhiều hơn mấy mùa khác. Cái này mình nhân lớn hả chị? Không, cái này mình đủ lớn, đủ 12 cái ngục. Thường nhân lưới cũng có nữa. Ngoài tên 12 cái ngục thì nó còn tên gì khác nữa? Lú. Người ta kêu là đi giỡn lú. Rau dai này á, bữa nay mình hái nè, trúng cái chỗ nó non á. Ăn nó mềm ha. Có cái loại rau dai mà rau chay cơm, em biết đó không? Biết nhỏ xíu đúng không? Đúng rồi, cái cọng rau dai nhỏ xíu siêu luôn á, chỉ cần hái thôi chứ không cần phải lặt lại luôn á. Ừ. Cái đó là nấu canh ăn còn ngon dữ nữa. Cái đó nấu canh ngon lắm á, nhỏ xíu à. Cái đó không thường hồi lần á, là hay nấu chung với lại rau dền á. Ừ. Rau dền mà hái trong nấm bắp á nha. Ừ. Rau dền nhỏ nhỏ gí gí á, hai cái nấu chung với nhau rồi ngon hết sảy luôn. Cái rau dền mà hái trong nấm bắp á mà tiệm mua á, ăn với lại bắp á ngon lắm. Cực kỳ khoái luôn á. Đúng rồi, cái món đó ngon mà ăn đúng tiệm mua. Nhưng mà bây giờ nấm bắp hiếm lắm. Ừ. Tại vì người ta diệt cỏ á, cái rau trà, cái rau nó cũng không lên nổi. Thường ở dưới khúc dưới đùi á mới có. Cá giòn tan có một miếng cá chê đấy kìa. Ừ. Có một miếng cá chê. Mấy con cá này ăn thịt nó ngọt lắm. Nghe luôn được xương á, nhưng mà cái xương ở trên nó hơi cứng. Ừ. Hơi cứng là cái xương ở dưới. Cái thịt nó bự á, cái nó không giòn kịp. Mấy con cá rô bự á, chiên ăn ngon á. Khô ăn cũng ngon á. Cá rô bự á là phải đợi cách hết mùa này, gần hết nước á, cá bắt đầu già á, xong cái cá nó nhiều mỡ lắm. Công nhận rau chay ngon ha. Này rau muống mình nấu cũng ngon nữa. Bữa sau mà lên chảnh muốn ăn rau muống chứ còn muốn không? Ừ, rau muống công nhận bữa sau kiếm món gì đó. Mình lên mình thấy rau muống. Ừ. Rau muống quá ngon luôn. À, sau một buổi mấy chị em đi dở 12 cửa ngục thì về có một cái bữa cơm với cua và cá rô, thật sự ăn rất là ngon luôn các cô chú ơi. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.